Chúng ta qua đoạn 2. Công vụ sứ đồ chương thứ 2. Từ câu 1 cho đến câu 4 thì đây là phần mà được ứng nghiệm cái lời của Chúa là Ngài hứa ở trong sách Joel chương 2 từ câu 28 cho đến câu 29. Đó là cái lời hứa được ứng nghiệm, là Chúa nói rằng trong ngày Sa-rốt Ngài sẽ đổ thần của Ngài trên các loài xác thịt, con trai con gái sẽ nói lời tiên tri, người trẻ sẽ lấy niềm lạ và người già cả sẽ có chim bao. Đây là cái lời hứa của Chúa. Thì anh chị em thấy ở trong, chúng ta học về cái môn ân tứ của Thánh Linh rồi, làm thế nào được đổ đầy Thánh Linh, và qua cái kinh nghiệm của lễ ngũ tuần, thì ở đây tôi muốn anh chị em nhìn một cách nó rõ hơn ở chỗ này. Ở trong câu 1 đến câu 4, đến ngày lễ ngũ tuần, môn đồ nhóm lại một chỗ. Thinh linh thì có tiếng đến từ trời như tiếng gió thổi ào ào đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Rồi những môn đồ này thấy những cái lưỡi rời rạc từng cái một đậu ra trên mỗi người. Trong bọn mình, hết thảy đều được đầy dạy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác theo như Thánh Linh cho mình nói. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái sự đổ đầy của Thánh Linh của Chúa ở trên các môn đồ, nó có những cái dấu hiệu cặp theo. Trong đây có dấu hiệu thứ nhất là gì? Là họ nói các thứ tiếng khác theo như Thánh Linh cho mình nói. Và cái việc ban cho Thánh Linh thì có thể nhìn thấy được ở trong công vụ chương 2 câu 33. Vậy sau khi Ngài đã được đem lên bên hữu Đức Chúa Trời, và từ nơi Cha đã nhận lấy Đức Thánh Linh mà Cha đã hứa ban cho, thì Ngài đổ Đức Thánh Linh ra như các ngươi đang thấy và nghe. Như vậy sự ban cho Thánh Linh có thể thấy, sự ban cho Thánh Linh có thể nghe. Ở đây họ thấy cái gì? Nó thấy những cái lưỡi rời rạc từng cái một đậu trên mỗi người, như là cái lưỡi bằng lửa. Và sự việc Thánh Linh Chúa đổ xuống trên đời sống của họ một lần duy nhất về việc nhìn thấy lưỡi lửa. Và sau đó thì sự đổ đầy Thánh Linh không có còn thấy cái dấu hiệu của lưỡi lửa nữa. Nhưng mà cái dấu hiệu của việc nói tiếng lạ thì được ghi nhận. Câu 4 nói rằng hết thảy đều được đầy dạy Đức Thánh Linh, khởi sự nói thác thứ tiếng khác. Sự đổ đầy Thánh Linh hay đầy dạy Thánh Linh, nó có một dấu hiệu kèm theo, đó là nói tiếng lạ. Đây là cái dấu hiệu đầu tiên ở trong ngày lễ ngũ tuần. Một số người thì họ phản đối về nói tiếng lạ, cho nên là họ nói rằng ở đây họ nói tiếng ngoại quốc, bởi vì những người ở đó nghe và hiểu. Có bao nhiêu dân tộc ở đây nghe và hiểu? Từ câu 9 nói như thế này: nào những người Bạc Thê, Mê-đi, Elamit, kẻ ở Mesopotami, Juda, Cappadoc, Bông, Asi, Phiriri, Bamphili, Egypto, đất Liby gần Siren, nào những kẻ từ Roma đến, tất cả đều nghe được cái tiếng của mình. Rồi người Cores, người Á Rạp nữa. Như vậy là ở đây có mười mấy giống dân đều nghe được tiếng của sứ mình. 12 môn đồ ở trên vòng cao, họ được sự đổ đầy của Chúa, và Chúa ban cho họ một ngôn ngữ để họ nói. Và họ nói cái gì vậy? Họ nói ở đây, những người nghe được, họ hiểu được, thì Kinh Thánh ghi lại gì? Họ nói những lời cao trọng của Đức Chúa Trời. Câu 11: cả người Giu-đa và người mới theo đạo Giu-đa, người Cares và Á Rạp nữa, chúng ta thải nghe họ lấy tiếng chúng ta mà nói những sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Nào bây giờ giữa cái tiếng lạ và tiếng ngoại quốc, thì một số người đồng ý là cái việc nói tiếng lạ nó là tiếng lạ. Như ở trong Mác đoạn 16 câu 17 nói: kẻ nào tin sẽ được các dấu lạ này, dây lên lấy danh ta trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay đi uống giống chi độc cũng chẳng hại gì, hay đặt tay lên kẻ đau thì kẻ đau sẽ lành. Đây là những dấu hiệu của người tin, trong đó có việc nói tiếng lạ, dùng tiếng mới mà nói. Trong nguyên nghĩa đó là nói tiếng lạ, một ngôn ngữ mới, một ngôn ngữ không phải thuộc cái tiếng nói mẹ đẻ của chúng ta. Còn ở đây nói tiếng ngoại quốc thì chúng ta thấy có mười mấy giống dân ở đây. Vì lúc sự ban cho Thánh Linh và có một cái sự ấn chứng để nói những cái điều mà những cái dân tộc này họ hiểu. Mười mấy dân tộc này
thì có mười mấy cái loại thứ tiếng ở tại nơi đây. Đức Thánh Linh dùng những người môn đồ của Ngài để nói mười mấy thứ tiếng này, và khiến cho những người có mặt đó họ nghe được cái tiếng sanh đẻ của họ. Đây là công việc của Thánh Linh. Bản thân cái người nghe đó họ hiểu được, nhưng mà đôi khi người khác lại không hiểu. Ví dụ như người bạc thế hiểu, nhưng người Mê-đi không hiểu. Có cái thì người Mê-đi hiểu, nhưng người Elamit không hiểu. Đó là công việc của Thánh Linh. Chúng ta biết rằng Chúa là Chúa của ngôn ngữ. Con người ban đầu được tạo dựng cho một ngôn ngữ duy nhất. Nhưng mà khi họ xây tháp thì Chúa đã làm lộn xộn tiếng nói. Chúng ta trở lại cái sự hiệp một đầu tiên của con người để họ làm gì? Thay vì họ vâng theo mạng lệnh của Chúa đi khắp thế gian để chinh phục thế giới này, thì họ lại tập trung lại để xây một cái tháp. Và vì cớ họ xây tháp đến tận trời, và họ làm rạng danh của chính họ. Họ sợ rằng khi tản lạc khắp mặt đất thì không ai nhận ra. Thì Chúa ngự xuống xem xét cái thành và cái tháp của con trai loài người xây dựng. Chúng ta xem câu số 6. Đức Giê-hô-va phán này: chỉ có một thứ dân cùng đồng một thứ tiếng, và kia kìa, công việc của chúng nó đang khởi làm, bây giờ chẳng còn chi ngăn chúng nó làm việc điều đã quyết định được. Không thể ngăn trở cái công việc của họ nữa, bởi vì họ có quyết định, họ có một cái ý chí, họ quyết định. Cho nên là chúng nó lại không còn ngăn trở cái việc của họ quyết định được nữa. Vậy thì làm cách nào để dừng cái công việc của họ lại? Đó là Ngài khiến cho tiếng nói của họ bị lộn xộn đi. Sự hiệp một của con người đầu tiên xây tháp, cho nên là tất cả bị tiếng nói họ bị lộn xộn và họ không hiểu nhau nữa. Nhưng mà khi sự hiệp một ở trong Thánh Linh, thì Thánh Linh Ngài ban cho họ một cái ngôn ngữ để đem lại sự hiệp nhất. Và thông qua Thánh Linh của Đức Chúa Trời khiến cho những cái ngôn ngữ của những môn đồ nói này làm cho những các dân tộc mộ đạo khác đang có mặt ở tại Jerusalem, họ hiểu được cái việc mà Thánh Linh đang muốn bày tỏ. Như vậy thì công việc của Thánh Linh đó là đem lại sự hiệp nhất. Tiếng lạ bởi Thánh Linh sẽ đem lại sự hiệp nhất. Tiếng lạ bởi Thánh Linh sẽ đem đến sự vinh hiển Chúa. Tiếng lạ của Thánh Linh sẽ đem đến nói những lời cao trọng của Đức Chúa Trời. Tiếng lạ của Thánh Linh để đem người ta đến cái sự thánh khiết, sự tận hiến, sự yêu mến Đức Chúa Trời, mà bước đi trong sự hiệp nhất ở trong thân thể của Đấng Christ. Nếu ai đó nói tôi đầy dẫy Thánh Linh, nhưng mà luôn luôn có một sự bắn phá hội thánh, bắn phá thân thể của Đấng Christ, thì chúng ta cũng cần phải xem lại cái việc của người đầy dẫy Thánh Linh đó là như thế nào, dạng linh nào đang dẫn dắt người đó. Chúng ta có hai loại linh để là dẫn dắt, hay là hai loại thần: thần chân thật và thần sai lầm. Thần chân thật hay là thần lẽ thật đến từ Cha, thì thần lẽ thật sẽ dẫn chúng ta vào trong loại lẽ thật. Thần lẽ thật sẽ tôn cao Chúa Giê-xu. Thần lẽ thật sẽ đem lại sự hiệp nhất cho thân thể của Đấng Christ. Nhưng mà thần sai lầm sẽ khiến cho người ta càng đi bước theo nó thì càng ngày càng sai lạc ra khỏi lẽ thật, và gây sự chia rẽ, phân rẽ khỏi hội thánh của Chúa. Bây giờ chúng ta xem hội thánh đầu tiên họ kinh nghiệm sự ban cho của Thánh Linh. Nó có một cái nét đặc trưng, đó là tiếng lạ hay là tiếng mới. Nó là ngôn ngữ ngoại quốc. So với người này thì hiểu được, nhưng với người kia thì không hiểu được. Thì đó là những cái điều lạ đối với họ. Giả sử như bây giờ chúng ta có một người anh em nói tiếng Campuchia, chúng ta nghe được ngôn ngữ Campuchia nhưng chúng ta không hiểu nữa chi, thì ngôn ngữ Campuchia trở thành lạ đối với chúng ta. Nhưng một số anh em, những người Campuchia, họ nghe họ hiểu được tiếng Campuchia. Đó là công việc của Thánh Linh. Nhưng mà cái dấu hiệu thì chúng ta nhìn thấy đó là gì? Đó là những cái lưỡi rời rạc từng cái một, và cái dấu hiệu từ người đó là người đã khởi sự nói các thứ tiếng khác. Chúng ta xem vài cái minh chứng cho việc đổ đầy Thánh Linh ở trong Kinh Thánh được ghi nhận lại. Anh chị em xem ở trong đoạn 4. Đoạn 4 câu 31.
Rồi anh em nào mở trước xin đọc. Khi đã cầu nguyện thì nên nhóm lại đứng đọc, ai nấy đều được đầy dạy Đức Thánh Linh, giảng đạo của Chúa Trời cách giảng dự. Dạ, sự đầy dạy Thánh Linh của Chúa ở trong công vụ sứ đồ thì Kinh Thánh ghi lại người ta khởi sự nói các tiếng khác. Nhưng mà sự đầy dạy Thánh Linh của Chúa ở đây thì không có ghi lại cái sự nói tiếng lạ gì cả. Nhưng mà sự đầy dạy Thánh Linh ở đây thì dẫn đến cái gì? Ai nấy được đầy dạy Thánh Linh và làm gì? Giảng đạo Đức Chúa Trời cách giảng dị. Bởi vì Linh của Đức Trời ban chúng ta là Linh của sự giảng dị, không phải nhút nhát và sợ hãi. Cho nên Thánh Linh của Đức Trời khi Ngài chạm đến, khi Ngài vận hành thì khiến cho người ta mạnh mẽ, người ta không còn sợ hãi, người ta giảng dị trong việc giảng đạo, giảng dị trong sự cầu nguyện, giảng dị trong cái công việc của Đức Chúa Trời. Rồi chúng ta xem ở trong công vụ đoạn 8. Công vụ đoạn 8, câu 14 cho đến câu 16, mời anh chị em khác đọc. Đoạn 8. Dạ, yeah, xin cảm ơn chị. Nào chúng ta thấy ở đây cái sự ban cho Thánh Linh của Chúa, một sự đầy dạy Thánh Linh Chúa đây. Ở đây không có một cái hiện tượng nào hết. Không nhìn thấy một cái hiện tượng nào, không ghi lại một cái hiện tượng nào hết. Như vậy ở trong công vụ đoạn 2, câu 4 thì nó là họ nói tiếng ngoại quốc để cho người ta hiểu, nhiều người hiểu. Nhưng mà ở trong đoạn 4 thì khi họ đầy dạy Thánh Linh thì không có một cái dấu hiệu nào khác ngoài việc họ dạng dĩ để rao truyền phúc âm. Và ở đây thì những môn đồ mới này họ tin Chúa ở tại xứ Samari này, họ kinh nghiệm quyền phép, kinh nghiệm phép lạ, kinh nghiệm được sự vui mừng. Nhưng mà ở đây họ chưa có nhận thấy Thánh Linh. Cho nên là hội thánh mới sai sứ đồ Phi-rơ và Giăng đến đây để đặt tay cho các môn đồ mới, và các môn đồ mới để nhận Thánh Linh. Và cái Thánh ghi lại gì? Phi-rơ và Giăng bèn đặt tay trên môn đồ thì đều được nhận lấy Thánh Linh. Nhưng mà thấy có dấu hiệu gì không ạ? Không có, đúng không? Chúng ta đọc tiếp đi ạ. Câu 18, 18 cho đến câu số 19. Simon thấy bởi các sứ đồ đặt tay lên thì có ban Đức Thánh Linh xuống, bèn lấy bạc dâng cho mà nói rằng: cũng hãy cho tôi quyền phép ấy, để tôi đặt tay trên ai thì nấy được nhận lấy Đức Thánh Linh. À, mặc dầu Kinh Thánh không có ghi lại là dấu hiệu nào cả, nhưng mà ông Simon ông bèn thấy các sứ đồ đặt tay lên thì có sự ban cho Thánh Linh. Simon nhìn thấy. Như vậy cái việc mà sự đổ đầy Thánh Linh có thể thấy và nghe như chúng ta đã xem ở trong đoạn 2 câu số 33 thì ở đây Simon lại nhìn thấy. Chúng ta không biết ông nhìn thấy cái gì, nhưng ông thấy cái sự ban cho của Thánh Linh và ông ham thích điều đó. Ông đem bạc, ông đưa cho Phi-rơ và nói rằng là hãy cho tôi quyền phép đó với. Tại vì sao? Ông vốn là thuật sĩ. Cho nên là ngày xưa ông vẫn dùng tiền trong thế giới của sự tối tăm. Khi ông càng có tiền, ông dùng tiền thì thế giới tối tăm lại cho ông cái quyền lực. Bây giờ thì sứ đồ Phi-rơ và Giăng đặt tay lên cho người ta được ban cho Thánh Linh thì ông cũng xin rằng là cho tôi thấy được cái điều đó, cho tôi nhận được điều đó. Ông nhìn thấy được cái sự ban cho Thánh Linh. Mặc dù Kinh Thánh không có ghi lại cái dấu hiệu nào, nhưng mà ở đây nó vẫn có sự ban cho của Thánh Linh mà Simon thấy được. Bây giờ chúng ta qua đoạn 10. Đoạn 10 câu 44, câu 45, câu 46. Công vụ đoạn 10 câu 44, 45, 46. Các tín đồ đó nghe họ nói tiếng ngoại quốc và ca ngợi Đức Chúa Trời.
Amen. Chúng ta thấy ở đây là Phi-e-rơ đang nói, Phi-e-rơ đang giảng thì Thánh Linh giáng trên mọi người đang nghe. Ở đây những người này là những người ngoại, những người này chưa nhận báp têm bằng nước. Báp têm Thánh Linh xảy ra có thể trước báp têm bằng nước và cũng có thể sau khi báp têm bằng nước, hoặc có thể là ngay lúc báp têm bằng nước. Trường hợp của Phi-e-rơ ở đây là xảy ra trước báp têm bằng nước, vì đang khi ông rao giảng thì Thánh Linh giáng trên những người nghe đạo. Và ở đây chúng ta thấy cái dấu hiệu là gì? Đó là các tín đồ đó nghe họ nói tiếng ngoài quốc và ca ngợi Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Chúng ta xem đoạn 19, qua đoạn 19. Câu 5 và câu số 6. Đoạn 19 câu 5 câu 6. Chúng ta thấy các sự khác biệt hơn nữa, phải không? Ở trong đoạn 2 thì họ chỉ nói tiếng ngoại quốc thôi. Ở trong đoạn 4 thì họ đầy dẫy Thánh Linh và họ có một sự dạng dĩ. Ở trong đoạn 8 thì Simon nhìn thấy có sự ban cho của Thánh Linh. Trong đoạn 10 thì họ nói tiếng ngoại quốc và bắt đầu họ ca ngợi Đức Chúa Trời. Nhưng trong đoạn 19 thì nói gì? Là khi Phaolô đặt tay lên. Ở trong câu 5 thì là họ báp têm bằng nước. Rồi sau khi Phaolô đặt tay lên thì có Thánh Linh giáng trên chúng cho nói tiếng ngoại quốc và lời tiên tri. Như vậy ở đây cái việc báp têm Thánh Linh xảy ra sau khi báp têm bằng nước. Sau khi báp têm bằng nước. Nhưng báp têm Thánh Linh luôn luôn xảy ra sau khi một người tin Chúa. Nếu dấu hiệu tiếng lạ hay là lời tiên tri mà xảy ra trước khi tin nhận Chúa thì đó không phải đến từ Thánh Linh. Nhưng mà tiếng lạ sau khi một người tin nhận Chúa, có thể người đó nhận được tiếng lạ, nói tiếng lạ, cầu nguyện tiếng lạ, thông giải tiếng lạ, rồi có lời tiên tri nữa, thì đó là đến là công việc của Thánh Linh. Như vậy ngoài cái dấu hiệu đầu tiên là nói tiếng lạ thì những cái dấu hiệu tiếp theo nó có sự dạng dĩ, có sự mạnh mẽ, rồi có lời tiên tri. Chúng ta không biết được như thế nào, nhưng mà gió muốn thổi đi đâu thì thổi. Người nghe tiếng động nhưng chẳng biết gió đến từ đâu. Người nào sanh bởi Thánh Linh cũng giống như vậy. Dân đoạn 3 câu số 8. Vì vậy chúng ta không đóng khung Thánh Linh ở trong một cái khuôn khổ. Nhưng mà trong tất cả những cái lần mà Kinh Thánh ghi lại, khi họ được đổ đầy Thánh Linh thì đều có sự kèm theo một cái dấu hiệu mà khiến cho người ta thấy được và nghe được. Và một trong những dấu hiệu đó, đó chính là tiếng lạ. Như vậy cái tiếng lạ được dùng như thế nào? Tiếng lạ được dùng theo hai phương cách. Đó là dùng bằng trong sự cầu nguyện, và dùng thứ hai là cách như là một sứ điệp tiếng lạ. Chúng ta nếu dùng trong sự cầu nguyện thì theo như Cô-rinh-tô thứ nhất chương 14 câu 2 ghi như vậy: vì người nào nói tiếng lạ thì không phải với người ta bèn là với Đức Chúa Trời, bởi chẳng có ai hiểu, vì trong tâm thần mà người kia nói lời mầu nhiệm. Như vậy tiếng lạ dùng trong sự cầu nguyện, nói chuyện với Chúa, không cần bất cứ ai hiểu. Cá nhân người nói cũng không hiểu luôn. Nhưng mà trong tâm linh của người đó đang hướng về Chúa, chúng ta biết rất rõ về việc chúng ta đang hướng về Chúa. Đây là dùng tiếng thiêng liêng giải bài sự thiêng liêng. Trong sự giao thông không cần ai hiểu. Nó giống như một cái đường liên điện thoại, thì giữa người này với người kia nói chuyện và đầu ra kia nó có, khi mà mình nói cái tiếng nói mình vào thì nó mã hóa, và mã hóa nó chuyển đến cái người kia và họ nhận và họ chuyển lại thành một cái tín hiệu và có thể nghe được. Nhưng mà những người ở giữa, nếu như họ bắt được cái làn sóng này thì nó mã hóa thành những cái dãy số, người ta không hiểu được. Chỉ có cái người đang nói chuyện với chúng ta mới hiểu thôi. Cho nên đây là một cái điều rất là đặc biệt. Chúa đã dùng cái phương cách siêu nhiên này. Và khi chúng ta cầu nguyện tiếng lạ thì Satan nó không bao giờ nó hiểu. Nhưng anh em cầu nguyện tiếng mẹ đẻ thì nó hiểu. Nhưng chúng ta cầu nguyện tiếng lạ thì nó không hiểu. Đó.
Phaolô nói như thế nào? Tôi tạ ở Đức Trời vì tôi nói tiếng lạ nhiều hơn các anh em. Đó là sự giao thông trong sự tương giao. Và tôi khích lệ chị em nên cầu nguyện tiếng lạ cá nhân của chúng ta với Chúa. Không phải khi đến chỗ hội thánh rồi chúng ta mới phô diễn ra tôi là người nói tiếng lạ. Không phải. Chúng ta vẫn được quyền cầu nguyện tiếng lạ trong hội thánh, giữa cái buổi nhóm của hội thánh. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta đến đó chúng ta nói tiếng lạ trong lúc chúng ta thờ phượng mà thôi. Nhưng cái đời sống riêng tư giữa chúng ta với Chúa trong mối tương giao với Chúa, thì tôi khích lệ chị em cầu nguyện tiếng lạ hay nói tiếng lạ với Đức Chúa Trời. Bởi lúc đó giữa chúng ta với Chúa có một sự giao thông, và chính vì cớ nói tiếng lạ cho nên tâm linh của chị em được gây dựng. Ở trong Cô Tô Nhất đoạn 14 câu 4: kẻ nói tiếng lạ tự gây dựng lấy mình, song kẻ nói tiên tri thì gây dựng cho hội thánh. Như vậy trước khi chúng ta muốn gây dựng người khác thì chính chúng ta phải được gây dựng. Kẻ nói tiếng lạ gây dựng chính mình. Cái từ gây dựng có nghĩa là làm cho mạnh mẽ hay tự làm cho mạnh mẽ. Chúng ta biết rằng là cái tàu sân bay của Mỹ nó chạy bằng cái nhiên liệu gọi là nhiên liệu hạt nhân. Nó chạy liên tục và không cần phải tiếp nhiên liệu. Nhiên liệu chỉ tiếp duy nhất một lần, đó là những cái thổi uranium. Và từ đó nó có phản ứng hạt nhân và tạo ra năng lượng. Còn nếu chúng ta chạy xe của mình á, chúng ta chạy bằng nguyên liệu dầu hoặc là xăng á, thì chúng ta đổ dầu xăng vào rồi chúng ta chạy được bao nhiêu cái số, mấy trăm cái số, rồi hết xăng chúng ta phải tiếp tục tiếp nhiên liệu. Nhưng mà cái tàu sân bay của Mỹ á, hay là các tàu sân bay nó chạy bằng nguyên liệu hạt nhân, nó liên tục tự tạo cái năng lượng ở trong cái chiếc tàu đó. Nó không hết, nếu nhiều nguyên liệu nó không cạn, nó liên tục phản ứng hạt nhân và tạo ra năng lượng liên tục như vậy. Cho nên khi một người được báp têm trong Thánh Linh, một người được Chúa ban cho ân tứ, thì chúng ta nói tiếng lạ là nói với Đức Chúa Trời và chúng ta tự gây dựng chính mình. Gây dựng liên tục, không cần phải ai gây dựng từ bên ngoài, nhưng mà tự trong sự cầu nguyện đó tâm linh chúng ta được gây dựng và chúng ta yêu mến Đức Chúa Trời. Còn việc học hỏi lời Chúa thì chúng ta cần được sự dạy dỗ người khác. Nhưng mà gây dựng để làm cho mạnh mẽ thì chính Thánh Linh của Trời ở bên trong. Khi chúng ta cầu nguyện trong Thánh Linh của Chúa sẽ làm cho tâm linh chúng ta mạnh mẽ và chúng ta nhận được những tiếng phán từ Trời hay sự dẫn dắt từ Chúa. Anh chị em có để dành thời gian để cầu nguyện tiếng lạ với Chúa nhiều không? Nếu chúng ta có thời gian, dành thời gian cầu nguyện với Chúa nhiều, thì tôi tin 100% rằng những người nào cầu nguyện với Chúa trong tiếng lạ nhiều thì cái sự gây dựng rất là mạnh. Tại sao vậy? Bởi vì khi chúng ta cầu nguyện tiếng mẹ đẻ đó anh chị em, chúng ta chỉ cầu nguyện ngắn lắm, ít lắm, 5 phút, 10 phút, nửa tiếng đồng hồ, hết, không còn gì để cầu nguyện hết. Và đa phần sự cầu nguyện bằng tiếng mẹ đẻ thì chúng ta cầu nguyện cái gì? Phần lớn là chúng ta cầu nguyện, chúng ta xin, phải không ạ? Mở miệng ra là xin rồi. Nhưng mà người cầu nguyện tiếng lạ thì sao? Chúa nói là trong tâm linh người kia nói lời mầu nhiệm. Khi cầu nguyện tiếng lạ là trong tâm linh nói lời mầu nhiệm. Đó là cái điều mà Chúa ban cho trong thuộc linh của chúng ta, trong sự tương giao. Nó Kinh Thánh gọi là nhận lấy quyền phép. Thì cái từ quyền phép trong nguyên nghĩa đó là từ dynamic. Thì dynamic này nó ra từ dynamo, có nghĩa là cái máy phát điện. Cho nên càng cầu nguyện tiếng lạ thì cái máy phát điện nó chạy, và càng cầu nguyện tiếng lạ thì năng lực thuộc linh nó càng mạnh. Và chị em sẽ thấy rằng là chính chúng ta được gây dựng, rồi chúng ta gây dựng người khác. Nhưng mà nếu chúng ta cứ bữa nay thì mạnh, ngày mai thì yếu, bữa nay thì gọi là nắng, ngày mai thì mưa, thì rõ ràng là chúng ta chưa được gây dựng, mà chúng ta phải cần người khác gây dựng chúng ta. Như vậy Phaolô nói sao? Người nào cầu nguyện tiếng lạ thì tự gây dựng chính mình. Chúng ta không cần ai nghe cả, không cần ai biết chúng ta cầu nguyện cả, chỉ cần chúng ta thông công với Chúa. Vì chúng ta thấy cái tầm giá trị quan trọng của sự cầu nguyện trong tiếng lạ. Không cần phải phô trương rằng tôi được nói tiếng lạ này để người khác nhìn thấy. Không cần. Bởi vì Thánh Linh của Đức Chúa Trời, Ngài giúp đỡ cho tâm linh của chúng ta có một sự tương giao và liên tục phát ra những tín hiệu của năng lực mạnh mẽ. Và tôi khích lệ anh chị em càng cầu nguyện tiếng lạ, anh em sẽ bước đi ra trong sự vui mừng, bước ra trong sự đắc thắng, bước ra trong sự mạnh mẽ. Chúng ta đứng trước dân sự của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ rao giảng một lời của Chúa Đức Trời rất là mạnh mẽ. Chúng ta không có phải bị bất cứ một sự sợ hãi, một áp lực nào từ bên ngoài. Chúa đã trang bị chúng ta một cái vũ khí rất là đặc biệt để chúng ta có thể cầu nguyện.
Nhưng mà không phải chỉ một loại cầu nguyện. Phao-lô nói tôi tạ ơn Chúa vì tôi nói tiếng lạ nhiều hơn các anh em, không có nghĩa là ông chỉ cầu nguyện tiếng lạ. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 18 nó rằng thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và cầu nguyện cho Thánh Linh. Như vậy thì cầu nguyện cho Thánh Linh là một yếu tố quan trọng để chúng ta tự gây dựng chính mình. Nhưng chúng ta còn cầu thai nè, chúng ta cầu nguyện trong chiến trận, chúng ta cầu nguyện đứng vào chỗ sức mẻ, chúng ta cầu nguyện trong sự tương giao, chúng ta cầu nguyện trong sự cầu xin, cầu nguyện trong sự phó thác vân vân. Chúng ta đã học về nguyên tắc của sự cầu nguyện rồi. Cho nên cảm ơn Đức Chúa Trời, Ngài đã trang bị cho chúng ta cái ngôn ngữ tiếng lạ này. Rồi người ta nói rằng tiếng lạ hết rồi, còn nữa. Tiếng lạ chỉ có đến là ngay trong một cái sứ đồ thôi. Ở trong công vụ đoạn 2 là duy nhất và hết, không còn nữa. Nhưng mà chúng ta đã dẫn chứng như là ở trong đoạn 8, như là ở trong đoạn 10, đoạn 19 thì chúng ta thấy tiếng lạ vẫn tiếp tục sau đó. Vẫn có. Vấn đề ở chỗ là chúng ta nhận được như thế nào. Chúng ta nhớ, con người không có ban báp têm Thánh Linh cho chúng ta được. Tôi không làm báp têm Thánh Linh cho anh em được, nhưng tôi có thể đặt tay cho anh chị em để được ban cho Thánh Linh. Sự ban cho Thánh Linh nó không tùy thuộc vào cái không gian và thời gian. Nó không tùy thuộc vào cái độ biên độ gần hay là xa. Phi-rơ và Giang đi đến Samari để đặt tay trên môn đồ mới, và những môn đồ đã được Thánh Linh, đầy dẫy Thánh Linh. Nhưng mà còn cái chỗ khác, ở cột này thì Phi-rơ đang giảng, Phi-rơ không có đặt tay. Và những người đang nghe đó, họ nghe cái lời giảng của Phi-rơ, họ nhận lấy Thánh Linh. Họ nhận lấy sự ban cho của Thánh Linh. Nếu ngay bây giờ anh chị em đang nghe lời giảng này mà Thánh Linh của Đức Chúa Trời thôi thúc trong lòng anh chị em, anh em có sự khao khát thì ngay tức khắc anh chị em có thể mở miệng ra và nhân danh Chúa Jesus con được nhận báp têm Thánh Linh và con nói tiếng lạ đây, anh em có thể nói tiếng lạ. Đó là bởi đức tin đến bởi sự ta nghe, người ta nghe cái lời của Đấng Christ được rao giảng. Nhưng mà nếu như có điều kiện đặt tay thì sứ đồ Phêrô và sứ đồ Giăng đã đặt tay, Phao-lô đã đặt tay cho đồ thánh tại Ê-phê-sô và tại đó họ nhận được báp têm Thánh Linh, họ nói tiếng ngoại quốc. Như vậy tiếng lạ dùng cho sự cầu nguyện thì không cần ai giải nghĩa cả. Chúng ta tự do đến với Chúa một cách riêng tư. Nhưng mà tiếng lạ dùng cho một sứ điệp thì đòi hỏi phải có sự thông giải. Nếu không có thông giải chúng ta dừng lại và không nói tiếng lạ. Điều thứ hai, tiếng lạ dùng trong sự ngợi khen. Chúng ta đã học cái môn ngợi khen thờ phượng rồi. Một sư Tùng đã dạy chúng ta. Tôi hát bằng trí khôn nhưng tôi cũng hát bằng tâm thần. Tôi cầu nguyện bằng trí khôn nhưng tôi cũng cầu nguyện theo tâm thần. Như vậy tiếng lạ dùng cho mục đích của sự hát. Nếu tôi hát ca ngợi Chúa mà không cần thông giải thì tôi chỉ hát và tâm linh của tôi tương giao với Chúa trong tiếng lạ mà thôi. Nó như là một lời cầu nguyện, nhưng mà thay vì cầu nguyện là nói thì bây giờ là hát. Cho nên chúng ta cần phải biết sử dụng tiếng lạ như thế nào một cách hiệu quả, một cách đúng đắn. Rồi bây giờ chúng ta trở lại ở trong sách Công vụ chương 2. Như vậy qua cái chỗ này thì anh chị em nhận biết được cái sự nói tiếng lạ nó không phải là chỉ là cái điều mà để sự phô trương cho người ta, hay là chỉ là một cái sứ điệp để người ta hiểu về tin lành của Chúa. Tôi tin thời điểm này đầy dẫy Thánh Linh thì mỗi người được Chúa Thánh Linh cho nói tiếng lạ này, một cái ngôn ngữ khác, nó như là một lời sứ điệp, một lời công bố nói lên sự cao trọng của Đức Trời để những người hiện diện ở đó họ nghe và họ tin cậy Chúa. Tiếp theo ở trong đoạn này thì từ câu 14 trở đi thì sứ đồ Phêrô đã giải bài và ông đã có một cái sự liên kết trong sách Gioan chương 2 câu 28 và 29 để ông nói rằng hôm nay được ứng nghiệm cái lời này. Đó là thần của Chúa được đầy dẫy ở trên những người này. Và sau đó thì ông giảng một bài giảng cho họ. Và cái bài giảng đó chấm dứt. Thì dân chúng mới nói như thế này. Chúng ta xem bắt đầu câu 37 nha. Chúng nghe bấy nhiêu lời trong lòng cảm động, bèn hỏi Phêrô và các sứ đồ khác rằng: hỡi anh em, chúng ta phải làm chi? Phêrô trả lời rằng: hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Giêsu chịu phép báp têm để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. Vì lời hứa, câu 38-39, vì lời hứa thuộc về các ngươi, về con cái các ngươi và thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người
mà Đức Chúa Trời, mà Chúa là Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ gọi. Như vậy cái lời hứa này không phải chỉ dành cho những người ngay lúc đó. Phaolô nói, Phi-rơ nói rằng lời hứa thuộc về các ngươi, rồi thuộc về con cái các ngươi, tức là thế hệ kế tiếp, rồi thuộc về tất cả những người ở xa, là bao nhiêu người mà Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi. Như vậy lời hứa này nó vẫn còn cho đến khi ngài Chúa Giêsu rước khỏi thánh, thì cái việc ban cho báp têm Thánh Linh này chấm dứt. Lúc bây giờ chúng ta không cần nữa, chúng ta không cần nói tiếng lạ nữa, lên gặp Chúa không cần nói tiếng lạ nữa. Đấy, cho nên anh chị em thấy ở đây chúng ta cần hiểu được một cách rõ ràng, lời của Chúa hứa không phải chỉ hứa trong cái thời điểm đó mà thôi, nhưng lời của Chúa còn hứa cho con cái của họ, rồi tất cả mọi người ở xa. Tôi và anh chị em chính là những người ở xa, chúng ta vẫn nằm trong lời hứa này và chúng ta nhận được. Amen anh chị em. Như vậy ai chưa được báp têm Thánh Linh hãy khao khát. Chỉ có Chúa Giêsu mới báp têm Thánh Linh cho anh chị em. Tôi nhận báp têm Thánh Linh tự nhiên, tự nhận lấy. Thì tôi nghe được điều đó, tôi đọc Kinh Thánh, tôi đọc sách. Khi tôi bắt đầu được, lúc đầu tôi nghi ngờ và tôi chống đối những người nói tiếng lạ lắm. Nhưng tôi đọc được một cái quyển sách đó làm thế nào để nhận lãnh Thánh Linh. Rồi tôi bắt đầu, tôi dừng lại, tôi bắt đầu đọc sách Công vụ Sứ Đồ. Tôi đọc rất nhiều lần sách Công vụ Sứ Đồ, hàng chục lần sách Công vụ Sứ Đồ. Tôi đọc để tôi khám phá coi trong cái sách Công vụ Sứ Đồ này nó cái điều gì nó diễn ra trong hội thánh đầu tiên vậy. Và tôi bắt gặp rằng là công việc của Thánh Linh hành động qua các sứ đồ rất đặc biệt, hành động qua hội thánh rất đặc biệt. Và trong một ngày nọ tôi cầm cái đàn lên và tôi đánh đàn, tôi hát ngợi khen Chúa. Tôi cứ hát bằng tiếng mẹ đẻ, hát bằng tiếng mẹ đẻ. Và trong tâm linh tôi bắt đầu giao thông với Chúa. Tôi nói: Chúa ơi, nếu thật sự là có Ngài, xin lỗi, nếu thật sự là báp têm Thánh Linh và tiếng lạ có thật, thì chính Ngài hãy báp têm Thánh Linh cho con như lời Ngài đã hứa đi. Và khi tôi đang đờ phượng như vậy, tôi đang hát cái bài hát, và cái bài hát mà tôi nhớ là tôi hát đó là vào cửa Ngài với lời cảm tạ ở trong Thi Thiên 100. Vào đây ca khen trong hành lang chưa ta, cùng đến các cửa Ngài bằng lời cảm ơn. Và tôi cứ hát như vậy, tôi hát liên tục, tôi không nhớ là tôi hát bao nhiêu lần cái bài hát này. Và khi tôi đang hát như vậy thì thình lình cái miệng tôi nó không còn hát tiếng Việt nữa, mà bắt đầu có một cái gì đó trong miệng tôi nó tuôn ra một tràng tiếng lạ tuôn ra. Và tôi đang ngồi ở trên sân thượng, tôi đang ôm cái đàn như vậy, và tôi đưa đàn mà nước mắt tôi nó chảy ra, và khi tôi hát, tôi đàn tôi hát, và cái tiếng lạ nó cứ vang ra như vậy, thì cái tâm trí tôi bắt đầu hoạt động. Tôi nói cái gì đó kỳ quá. Thế là tôi quăng cái đàn xuống, tôi miệng lời kinh mít, tôi không nói nữa, tôi sợ. Tôi chưa được cái sự dạy dỗ kỹ về việc vận hành ân tứ, nhưng mà tôi biết đó là điều mà Chúa này báp têm Thánh Linh cho tôi. Một cái sự khao khát thánh bắt đầu được đặt ở trong tôi, một sự khao khát thiêng liêng bắt đầu được đặt trong tôi, một sự khao khát về hiểu lời Chúa và yêu mến lời Chúa ở trong tôi. Và tôi dành thời gian, ngoài việc đi làm, tôi dành thời gian đi học. Anh chị em biết tôi làm từ, tôi thức dậy từ lúc 5 giờ rưỡi sáng, và 6 giờ tôi phải chạy xe đạp tôi đi là chỗ này làm, 7 giờ tôi có mặt chỗ làm. Làm xong 5 giờ chiều kết thúc, tôi từ đó tôi chạy thêm khoảng gần 20 cây số đến một cái nơi để tôi học Kinh Thánh. Tôi học cho tới 9 giờ tối, 9 giờ rưỡi tối. Và kết thúc xong, tôi từ đó tôi chạy về nơi tôi ở gần 40 cây số bằng xe đạp. Tôi về tới nơi nhiều khi là gần 12 giờ đêm, thậm chí có lúc trời mưa tôi phải đi tới 12 giờ rưỡi tôi mới về tới nơi. Rồi ngủ, tắm rửa, rồi ngủ xong 5 giờ rưỡi sáng ngày hôm sau tôi thức dậy. Có một cái lòng gì đó yêu mến Chúa, một cái nhiệt huyết. Đi làm rất là mệt, tôi làm bằng chân tay, làm bằng sức lực, cho nên nó mệt lắm. Nhưng mà cái lòng yêu mến lời của Đức Chúa Trời nó được đặt ở trong tôi rất là mạnh mẽ, và yêu mến sự hiện diện của Chúa, yêu mến công việc của Ngài, yêu mến sự vận hành của Thánh Linh, yêu mến ân tứ của Ngài, khao khát những sự ban cho từ trời nó được đặt ở trong tôi. Tôi nói chị em, nếu ai nói rằng mình được báp têm Thánh Linh mà không có sự khao khát từ trời, tôi nói đó không phải là Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Vì bất cứ nơi nào được báp têm Thánh Linh đều có một sự khao khát mãnh liệt từ thiên thượng, khao khát những ân tứ từ thiên đàng. Một người nói là tôi nói tiếng lạ, tôi được báp têm Thánh Linh, mà tối ngày ôm điện thoại chơi game, thì tôi không tin đó là Thánh Linh. Bởi vì Thánh Linh đặt ở trong chúng ta, nó có một cái sự khao khát thuộc linh mãnh liệt, nó sự yêu mến Chúa một cách mãnh liệt, sự khao khát thiên thượng. Một người nào nói là tôi đầy dậy Thánh Linh, mà tối ngày đi hết chỗ, cứ la cà quán cà phê này tới quán cà phê khác, tôi không tin đó là người được báp têm Thánh Linh.
Người nói được bắp tem thánh linh mà tối ngày ôm cái bàn cờ tướng mà chơi từ sáng đến tối, từ tối đến sáng chơi thâu đêm, thì tôi không tin đó là bắp tem thánh linh. Bởi vì sự bắp tem thánh linh nó phải có cái kết quả của bắp tem thánh linh. Chúng ta muốn xem cái kết quả của bắp tem thánh linh không? Chúng ta trở lại đoạn 2, anh em sẽ thấy kết quả của việc bắp tem thánh linh điều gì xảy ra. Từ câu 42, anh chị em xem tiếp. Và những kẻ ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Những con người được đầy dạy thánh linh ở đây, những con người được sự đổ đầy của Chúa, những con người này có một sự khao khát thánh. Họ khao khát trong lời Chúa. Thứ nhất là gì? Họ giữ lời dạy của các sứ đồ. Họ quan tâm đến lời dạy của các sứ đồ. Họ giữ lời dạy của các sứ đồ. Thứ hai là họ thông công với anh chị em. Cái từ thông công đó nghĩa là chia sẻ những suy nghĩ ở trong tâm trí. Sự giao thông với anh chị em. Họ khao khát được gần gũi những anh chị em ở trong Chúa. Họ ước ao được gần những con người của Chúa để chi là gây dựng họ. Điều thứ ba là gì? Là lễ bẻ bánh. Họ ăn uống với nhau cách vui vẻ thật thà. Họ chia sẻ với nhau từng thức ăn. Họ chia sẻ với nhau những người nhiều, có nhiều chia sẻ cho những người có ít. Những người dư dật chia sẻ cho những người khó khăn. Thứ tư là gì? Là họ cầu nguyện. Thời gian như họ cầu nguyện. Tất nhiên chúng ta không phải là cái máy lập trình, nhưng mà đó là một cái sự khao khát thánh ở bên trong. Không phải tối ngày chúng ta đi đâu uống nước dừng lại cái uống xong cái không phải. Anh em làm như vậy đó, người ta sẽ bắt anh em đưa vô bệnh viện nhà thương điên. Bởi vậy có nhiều người nói rằng là dù là mổ rợ là như vậy đó. Tức là họ hiểu cái sự vận hành của ân thứ của Chúa một cách rất là máy móc. Phaolô nói tôi tạ ơn Chúa, tôi nói tiếng lạ nhiều hơn cả anh em. Ông không phải chỉ một nói một loại tiếng lạ, nhưng mà tôi tin rằng ông có rất nhiều cách, có rất nhiều cách vận hành trong ân tứ của Thánh Linh, và ông nói tiếng lạ theo nhiều cái góc độ khác nhau. Ông hát trong tiếng lạ, ông thờ phượng Chúa trong tiếng lạ, ông cầu nguyện trong tiếng lạ, ông nói tiên tri trong tiếng lạ. Và nhiều cái cách của Chúa dành cho sứ đồ Phaolô, và ông đã rất là mạnh mẽ trong lĩnh vực này. Có nhiều khi tôi đang giảng ở trên hội thánh, có những người ngồi dưới cứ tôi dừng lại, tôi nói anh em làm gì vậy? Họ nói họ đang cầu nguyện. Tôi nói ủa anh em đang đến đây tôi đang làm gì? Tôi đang giảng, anh em phải lắng nghe. Giờ nào việc đấy? Anh em muốn cầu nguyện về nhà cầu nguyện. Thì tôi đang giảng, anh em làm như vậy chi phối. Chi phối chẳng những chi phối tôi mà chi phối luôn cả những người đang ngồi đó. Vì trật tự ở trong hội thánh, tôi thấy nhiều hội thánh không biết họ dạy cái kiểu gì nữa mà nó làm cho nó mất trật tự, lộn xộn. Cứ vô trong hội thánh một cái là bắt đầu họ xì. Tôi hỏi làm gì vậy? Họ nói cầu nguyện. Tôi nói đó không phải cầu nguyện, đó là đuổi gà, đúng không? Cầu nguyện tiếng lạ nó phải như vậy. Ai làm không được? Cầu nguyện tiếng lạ ba hallelujah ba ai nói không được? Tiếng lạ nó là một thứ tiếng, nó là một ngôn ngữ. Ngôn ngữ đó từ thánh linh của Chúa. Khi chúng ta mở miệng ra, thánh linh sẽ cho chúng ta nói. Nó là một ngôn ngữ rất là ngọt ngào, rất là trôi chảy. Và tôi có thể nói tiếng lạ bất cứ lúc nào. Mà không phải chỉ nói một ngôn ngữ, chứ cho tôi nói rất nhiều ngôn ngữ. Rất là tuyệt vời. Trong sự giao thông và trong thánh linh nó rất là ngọt ngào. Tôi thấy có những người cứ cha. Tôi nói dẹp đi, im cái miệng lại đi còn đỡ hơn. Làm cho chi phối người khác. Sự vận hành ân tứ đó không phải là loại cái loại ân tứ mà Chúa đang nói đây, tiếng lạ mà Chúa nói đây. Tôi dám và mạnh dạn để tôi nói như vậy với anh chị em. Để nếu chúng ta bị cái thần cảm giả mạo nào đó, để rồi chúng ta bắt chước ai đó nói một tiếng lạ, rồi chúng ta bị in chi cái tiếng lạ đó không phải đến từ Thánh Linh. Người được báp tem Thánh Linh, nó phải kèm theo những cái dấu hiệu và cái kết quả của việc báp tem Thánh Linh đó.
Sự đổ đầy Thánh Linh có một sự khác biệt, một cái sự năng động thuộc linh, một sự vui mừng trong thuộc linh, một cái sự thánh khiết trong thuộc linh, một cái sự khao khát để bước tới sự lần trước trong thuộc linh. Và đời sống của người đó luôn luôn mang cái sự gây dựng, đem lấy sự gây dựng đến nhiều người khác, để nhiều người được gây dựng ở trong Thánh Linh của Chúa. Chúng ta cần kiểm chứng lại, cần soi sáng lại, sửa lại những gì nó không khơm, sửa lại những gì nó chưa đúng đắn. Để chi? Để cho Chúa chúng ta được vinh hiển. Cảm ơn Chúa. Tiếp theo câu 43. Mọi người đều kính sợ, có nhiều sự kỳ phép lạ của các sứ đồ làm ra. Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung, bán hết gia tài điền sản mình, phân phát cho nhau tùy sự cần dùng của hàng ngày, của mỗi người, từng người. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì sao? Bẻ bánh, dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà. Như vậy sự thờ phượng Chúa trên đời sống của họ, nó có một sự thờ phượng rất là năng động, phải không? Họ vui mừng ngày nào cũng đến thờ phượng Chúa. Chúng ta chỉ có một tuần lễ chúng ta đến thờ Chúa con lần. Ngày nào họ cũng thờ phượng Chúa hết. Và nếu ở nhà thì họ bẻ bánh với nhau, ăn uống với nhau, bẻ bánh vui vẻ thật thà với nhau. Tức là họ gây dựng trong thuộc linh. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban ơn để rồi chúng ta sẽ thấy được. Nếu anh chị em nói mình được báp têm Thánh Linh, nếu anh chị em tin rằng mình được báp têm Thánh Linh với dấu hiệu tiếng lạ, thì có những cái kết quả kèm theo đó. Đó là sự khao khát thánh, sự khao khát những điều ở trên cao, sự khao khát cho vương quốc của Đức Chúa Trời ở trong đời sống của mỗi chúng ta. Nó không phải chỉ là những điều mà chúng ta làm sơ sài đó, nhưng mà có một sự tăng trưởng thuộc linh không gì có thể ngăn trở nên được. Sự khao khát mà bước lên, bước lên, bước lên, bước lên trong thuộc linh, nó có một sự năng động trong thuộc linh, vui mừng trong thuộc linh, bình an trong thuộc linh, thánh huyết trong thuộc linh. Mà càng đi tới thì sức lực càng thêm lên. Và chúng ta thấy cái sự mở ra của Thánh Linh của Chúa soi sáng tâm trí chúng ta hiểu những điều mộng nhiệm của lời của Đức Chúa Trời. Có những điều trước đây chúng ta không hiểu, thì bây giờ chúng ta đọc thì Thánh Linh của Chúa dẫn dắt chúng ta, soi sáng chúng ta để chúng ta hiểu. Câu cuối cùng của đoạn 2: ca ngợi Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng, mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Điều đó không chỉ là riêng gây dựng trong thân thể của Đấng Christ, nhưng chính qua cái sự gây dựng thân thể Đấng Christ bằng cái tình yêu và sự bày tỏ ra, khiến cho người ta nhận biết Chúa Giêsu, và chúng ta nhận biết chúng ta là môn đồ của Đấng Christ. Như vậy chúng ta thấy sự báp têm Thánh Linh của Chúa cho chúng ta, nếu là ân tứ tiếng lạ, chúng ta có dịp rất đặc biệt, phải không? Xin Chúa cho chúng ta trải nghiệm nó thật sự. Và tôi khích lệ anh chị em hãy dành thời gian riêng tư với Chúa, cầu nguyện bằng tiếng mẹ đẻ, cầu nguyện trong Thánh Linh, rồi thông giải, xin Chúa cho mình thông giải trong tiếng lạ. Hallelujah. Chúng ta kết thúc bài số chương 2 ở đây. Chúng ta nghỉ giải lao khoảng 5 đến 10 phút rồi chúng ta sẽ trở lại chương thứ 3. Cảm ơn Chúa, cảm ơn chị em. Yeah.